Một chiếc xe điện chở khách đang cắm sạc trong nhà thì bị chập điện, gây hỏa hoạn. Hậu quả khiến hai bà cháu đang ngủ đã tử vong. Vụ việc xảy ra gần 12 giờ đêm qua tại khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Và liên quan tới vụ việc xảy ra cháy với các thiết bị sạc điện trong nhà, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã đưa ra khuyến cáo về việc phòng chống cháy nổ. Quá trình thời gian vừa qua thì cũng có một số cái tình huống là khi sạc cái xe đạp điện của xe máy điện cũng như cái xe điện như tình huống ở Thanh Hóa cũng là một trong những cái nguy cơ dẫn đến cháy, đặc biệt là ban đêm. Chúng ta cố gắng nạp cái thiết bị điện, là xe đạp điện, xe máy điện và cái xe phương tiện chở khách bằng điện này ở cái thời điểm có thể là kết thúc cái làm giờ làm việc 5-6 giờ chiều, là chúng ta khi nạp điện ở cái thời điểm đó và chúng ta dừng cái việc nạp đó trước khi chúng ta đi ngủ, để chúng ta có thể kiểm soát một cách nhanh nhất có thể. Cái thứ hai, trong quá trình nạp sạc cái thiết bị điện đó thì xung quanh khu vực đó nên loại trừ các chất cháy nổ dễ cháy xung quanh khu vực đó, để khi cháy cái sự cố ở cái thiết bị nạp đó thì cùng lắm nó chỉ cháy ở cái thiết bị đó thôi, nó không lan ra toàn nhà.